Hi. Xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Bồ Đào. Mình là Vi Tào Lao, chào biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli. Đây là 17:30 giờ địa phương cắn ớt và cắn ớt. Đây là mấy gạo rồi. Đứng trước màn hình ống kính của Lâm là Phước đến từ Long Giang, Cà Mau, chợ mới An Giang. Còn bên kia là Đại Lâm 2, Milo và Sang Lò. Một chấp ba các bạn. Tự do. Hiện tại bây giờ Lu Sơ Bu, hàng 6 Lu Sơ Bu. Còn đây là các em, các cháu nó đang xem lại trận Sang Mỹ Thứ và Tố MC Thư Hùng. Khán giả thật khủng khiếp không các bạn đây. Khán giả khủng khiếp và khủng khiếp. Không không. Một pha phá bóng mang điểm trực tiếp của Đại Lâm 2. Đây là áo đỏ Đại Lâm 2 phát banh. 1-0. Đại Lâm 2 vừa tự sát tại Đắk Lắk. Đại Lâm 1 đang quay phim, Đại Lâm 2 đang quýnh banh. 1-0. Bóng ngoài. 2-1 nghiêng về cho Đại Lâm 2. Quá khó chịu cho Đại Lâm 2. Phát bóng ở điểm trực tiếp 3-1. Đại Lâm 2 hả? Đại Lâm 2. Quá ghê. Đại Lâm 2 vừa có một cú phạt bóng quá ghê. Xem đông dâu các anh em cột trụ luôn. Đi sát vô. 2-3. Ôi cơm. Quá hay cho Phước. Sang Lồ bóng bóng 1. Quá ghê và quá ghê. Bốn hai. Đại Lâm 2 lại tự sát liên tục và liên tục. 3-4. Milo vừa bóc một quá tốc. Milo làm gì đây? Quá hay cho Milo. Milo anh ruột của Mila. Năm ba. Đại Lâm 2 phát bóng. Lại là Đại Lâm 2. Các bạn nhìn kỹ Đại Lâm 2 nha. Còn bên kia là mấy giờ cao thủ vừa chạy vô. Da trâu da bò lên nóc. Cơ hội cho bên 1. Ối cơm. Quá ghê cho Phước. Phước còn có biệt danh là Phước Gồ. Cùng xã Long Giang, chợ mới An Giang của Đại Lâm luôn các bạn. Nam đeo. Milo làm gì đây? Milo bỏ bóng không chết các bạn ơi. Cơ hội. Quá đáng tiếc cho Phước Gồ. Tự sát tại Đắk Lắk. Các bạn nhìn kỹ Đại Lâm 2 nha. Đại Lâm 1 đang quay phim, Đại Lâm 2 đang phát bóng. Đại Lâm 2 phát bóng. Quá hay cho Đại Lâm 2. Đại Lâm 2 té giả bộ nằm luôn rồi. Sao đều. Ra mùi. Ôi cơm. Đại Lâm 2 làm gì đây? Đại Lâm 2 truyền kỳ quá hay. Và một pha bỏ nhỏ quá hay của Milo. Còn bên kia là Linh Ốc, ông chủ ốc của chợ mới. Các bạn nào ăn ốc đánh luôn Linh Ốc. Quá hay cho Đại Lâm 2. Một pha bóng bóng điểm trực tiếp của Đại Lâm 2. 8-6 rồi sân. Tạm sao đổi sân. Hiện tại bây giờ là 19:30 giờ địa phương.
8-6. Lại là Đại Lâm 2 phát bóng không vào lưới. 7-8. Phước Gồ cũng không phải là ngoại lệ, Phước Gồ phát bóng không. 9-7. Phước Gồ làm gì đây? Phước Gồ vừa tự sát tại Nam Lạc. 10-7. Đại Lâm 2 phát bóng. 8-10. 1-3 phát bóng ăn điểm trực tiếp của Phước Gồ. Cơ hội vẫn còn cho Phước Gồ. 90. Quá hay cho Milo. Quá may mắn cho Milo. Pha bóng vừa rồi. Bắt bước một qua lưới ăn luôn. Một pha phát bóng quá hay của Lâm Đại Lâm 2. 12-9. Một pha phòng thủ tốt của Milo. Milo làm gì đây? Quá đáng tiếc cho Milo. 10-12. Bên ba là Milo sang lùa và Đại Lâm 2. Còn đứng trước mà nón kính coi là Lâm Đại, nón trắng vừa áo đen là Rắn Mối. Rắn Mối là người ôm chụp cái clip kia các bạn, ôm chụp vụt lên vụt xuống. Thôi cơm. Một pha phát bóng đẹp trực tiếp của Phước Cầu. 11-12. Cơ hội vẫn còn cho Phước Cầu. 11-12. Cơ hội vẫn còn. 12. Trái bóng này chưa biết như thế nào các bạn ơi. Chưa biết như thế nào, tình hình như thế nào các bạn ơi. Vì khán giả đang ngồi như thế nào, chưa biết như thế nào các bạn ơi. Đang xử lý như thế nào các bạn ơi, Lusibu. Khán giả thật tình, vô tình đang ngồi trúng cái tay các bạn ơi. Phát bóng lại các bạn ơi, công bằng các bạn ơi. 11-12. 11-12. Quá hay cho sang lộ. Milo làm gì đây? Quá hay cho Milo. 13-11. Rất hấp dẫn các bạn. Cơ hội vẫn còn. Một quả gõ cổ tay nhẹ nhàng tình cảm của Phước Gồ. 12-13. Các bạn thấy Thế Mỹ sân này live show của Thế Mỹ. Bây giờ tới Phước Gồ cũng là đang là live show 1-3. 12-13. Cơ hội vẫn còn. Quá hay cho Milo. Quá đáng tiếc cho Milo. 13-13. Chưa biết điều gì đang xảy ra đâu các bạn ơi. 13-13. Quá đáng tiếc cho Milo phá bóng vừa rồi. 13-13. Quá hay cho Phước Cầu. Phát bóng ăn điểm trực tiếp. 14-13. Lợi thế đang nghiêng về bên một rồi.
14-13. Thật sự rất đáng tiếc cho bên ba các bạn ơi. Quá hay cho Milo. Milo làm gì đây? Bông tóc 14 đều. 14 đều. 14 đều các bạn ơi. Quá hấp dẫn các bạn ơi. Mười bốn đều. Còn các bạn thấy cao thủ khổng lồ ngồi bên phía trái màn hình của Lâm không? Linh ốc dày như cái da trâu. Cơ hội cho Phước Gồ. Quá hay cho Phước Gồ. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Xin chúc mừng Phước Gồ. Tỷ số nghẹt thở 15-14. Xin chúc mừng Phước Gồ. Trận đấu quá nghẹt thở các bạn, rất sung. Xin chúc mừng Phước Gồ.